câu, rồi quý vị sẽ nghe bốn chữ bốn câu của những tệ niệm trước, rồi quý vị sẽ niệm theo bốn chữ bốn câu có một chú 20 câu rô đó, niệm bốn chữ bốn câu, quý vị nghĩ một nhịp, quý vị niệm một nhịp. Như vậy thì nó mới bền, nó lâu. Rồi một chút xíu nữa, một chú niệm, một chú cầm bê cô rô. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Ali Đà Phật, Ali Đà Phật, Ali Đà Phật, Ali Đà Phật, Ali
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật.
Phật, A Di Đà 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 Phật, A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, A
biết trước ngày giờ lòng chung thâm không tập bệnh tâm không hôn mê nhất
tâm niệm Phật, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dân đề từ chúng con vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát Tỳ Từ chẳng tịnh Quang Lâm Phong Ấn Ngọc Hà Quang tay cầm nhanh dương điều rưỡi nước cám lồ giá hồ giá hồ. Đệ tử chúng con hiện diện thâm tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa các khánh hà bảo bình an thu tổng tam tai đông minh bất phúc một hầu đẳng di đà thọ kỳ nguyện a Quang Lâm Pháp Ánh Ngọc Hà Quang tiếp đồ tiếp đồ phụng vị chương linh vong linh âm binh cô hồn chiến sĩ chẳng vong đông bào từ nàng thập nhị lỗi cô hồn ngạ quỳ hao xa hồ vị vô dân hữu dân vô vị đằng đằng chư vị hương linh thai nhi lai đạo Phật tiền văn kinh thanh pháp nhất tâm niệm Phật tốc xả mê đồ diệu sanh tịnh đồ nhất thành thượng đạt vạn tội ban tiêu nguyện chương linh vong linh âm binh cố hồn về đây cộng tu niệm Phật hưởng tài thọ thực đắc độ xa cao siêu kỳ giả quyên hàm chim lời lạc phổ nguyện ân sư hướng dục phù mẫu sanh thanh đàn na tính ý tăng ích phước điền ẩm siêu dương thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng mộ do sanh đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật tự quý Phật ở đương nguyện chúng sanh thể theo đạo cả pháp lòng vô thường tự quý ấy ta má đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ đưa hài tự quý ấy tâm chúng sanh thâm lý đại chúng tất cả công ngài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chú, nhìn mặt mày ai cũng hồng hào đẹp quá. Sao hồi nãy niệm vô không?